Thế mạnh của anh á là kinh nghiệm, sự trải nghiệm. Anh vẫn nói Vinh là trời ơi, nhưng làm phim em anh bỏ nhiều lắm, rồi tiền tỷ đó. Mưa gió mà nằm giữa đường giữa xá vậy, rồi lạnh lúc 11, 12 giờ đêm vẫn nằm. Nó coi như lúc mình tưởng chừng lương không có còn được khỏi đời gì nữa. Anh nằm đó anh thấy rằng mọi người cũng đang nói chuyện với nó đó, anh thấy nó khóc á. Xin chào khán giả của cày phim này nè. Hôm nay dự án Hai Múi bắt đầu ra mắt, mong mọi người ủng hộ và đồng hành nhé. Lý do anh nhận lời tham gia Hai Múi? Thật ra với Quỳ Linh thì danh vọng nó không phải là hàng đầu của Quỳ Linh nữa rồi. Tiền bạc, Quỳ Linh biết làm nghệ thuật nó không phải là nhiều tiền lắm. Nên có thể làm kinh doanh, làm rất nhiều thứ có nhiều tiền. Hai vấn đề đó bỏ qua. Đến phim này, Linh không quan trọng điều gì hết. Nhưng đến phim này, quan trọng là cái tình cảm của Linh với đạo diễn Vũ Thành Vinh. Điều thứ hai là cái bộ nhân vật cái phim này nó cũng giống Quỳ Linh, hợp với Quỳ Linh. Đó là người cha bằng mọi cách bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nuôi con để mong con bước vào giảng đường đại học. Đấy là cái điều mà nó rất là hợp với Linh. Linh có hai cô con gái nhưng phim có một cô con gái thì cũng giống như vậy. Tâm trạng, tâm lý một người cha yêu thương con hết lòng, bằng mọi cách con phải được học thành tài. Trạng thái tâm lý giống nhau nên Linh đồng hành với dự án này của Vũ Thành Vinh. Hóa thân vào ông Hai Múi, nhân vật có cuộc sống khó khăn. Có nét gì tương đồng với cuộc đời anh không? Thật ra vai Hai Múi nó không có vất vả bằng cuộc đời của Quỳ Linh đâu. Nó giống Quỳ Linh chỗ là Linh là nông dân làm ruộng, Hai Múi là diêm dân, hai cái giống nhau. Cuộc đời khổ cực của Quỳ Linh thì nó tận cùng của sự khổ đau luôn, nó còn nhiều hỉ nộ ái ố lắm. Hai Múi cũng trong cái tình trạng khó khăn đó nhưng không đến mức. Hai Múi chỉ có giống Quỳ Linh là gì? Một người nông dân, người lao động, chân lắm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bằng mọi cách có thể hy sinh cả cuộc đời của mình để lo cho con thành công. Nó giống trạng thái như vậy. Thì hai cái nó giống với cái quãng đường mà làm nông dân của Quỳ Linh. Anh có thể chia sẻ về những khó khăn mà anh đã trải qua? Thôi ơi, cuộc đời của Linh nó dài, chắc mọi người đọc báo cũng hết, nhưng cũng còn những góc khuất. Coi như lúc Linh tưởng chừng lương mình không có còn cái cuộc khỏi đời gì nữa. Có những lúc gần như là nó tuyệt vọng, tiền không có, nhà không có, không có người thân, không có sự bám víu nào cả. Không biết ngày mai sẽ ăn gì, ngày mốt sẽ làm đâu, ở đâu, không có cái gì trong tay hết. Về nhà thì dỡ cái thạp gạo ra cũng còn có một mấy hũ gạo trong cái thạp gạo thôi. Mà em út thì nhiều, mẹ thì khó khăn. Nói chung là không có một sự gì nào bám víu chứ. Tưởng chừng như là nó vô vọng luôn, đến mức như vậy luôn. Thì đó là một quãng đường phía trước mà Linh vượt qua được. Thì trong phim Hai Múi nó cũng chưa khó đó người Linh. Thật ra là cái nhân vật Hai Múi này khó là người cha nuôi con giống như hòn giọng phụ vậy. Trong hòn giọng phụ này, hòn giọng phụ một mình phải nuôi con là con gái nữa, mà mình cũng phải là khá giả vì mình đi bán từng hộp muối, đi bán lấy từng đồng tiền lẻ để đóng tiền cho con học đại học, để lo cho con học đại học. Cái đó là cái trăn trở, cái khó nhất của Hai Múi. Và Linh tin rằng trong cuộc sống này vẫn có những con người đi bán, đi lấy từng đồng lẻ để đóng tiền học đại học cho con. Đấy, cái tâm trạng của Hai Múi là như vậy. Nhưng ông vẫn vượt qua mọi thứ. Không biết có thể bệnh hoạn, có thể sống chết gì đó, như mưa với gió, bán từng đồng tiền lẻ để cho con, những con mình mặc đẹp, ăn ngon mặc đẹp là mình vui rồi. Những con mình tốt nghiệp đại học là mình vui rồi. Đó là tâm lý của Hai Múi. Mà nó giống như trạng thái tâm lý của anh. Bằng mọi cách anh có thể sao không được, nhưng con anh phải ăn ngon mặc đẹp, con phải tốt nghiệp đại học. Hai cái tâm lý nó giống như vậy. Làm việc với các diễn viên trẻ, anh nghĩ đâu là lợi thế của mình? Thế mạnh của anh á là kinh nghiệm, sự trải nghiệm. Chắc các bạn không có bằng anh rồi. Thế mạnh của các bạn là hòa nhập với thế hệ mới, với xu hướng mới, với những công nghệ mới, với những cái thông tin mới, với các bạn trẻ hơn, khỏe hơn, các bạn gọi là năng động hơn, sáng tạo hơn. Các bạn hơn anh nhiều lắm. Đó là cái mà anh cần học hỏi các bạn nhiều lắm. Nhưng có lẽ anh học không nổi là vì anh cũng già rồi, đâu làm sao mà có thể theo các bạn trẻ được. Nhưng con cái là anh hòa nhập rất là nhanh. Anh cố gắng, các bạn làm gì anh cũng thể theo được hết. Các bạn thức tới 5 giờ sáng 2 đêm liền, anh vẫn thức 5 giờ sáng 2 đêm liền. Các bạn không ho nhưng anh ho, nhưng cố gắng nín nén ho.
đến bằng các bạn. Các bạn có thể gọi là đứng mưa đứng nắng, các bạn có thể cười vui thoải mái. Anh có thể buồn ngủ lắm nhưng vẫn ráng cười vui thoải mái, có thể dầm mưa dầm nắng các bạn. Các bạn có thể bơi dưới sông để quay phim, anh cũng bơi dưới sông để anh diễn xuất. Vì anh lớn khoảng cách thế hệ tuổi tác anh rất là xa các bạn, nhưng anh vẫn cố gắng làm bằng các bạn, cười vẫn vui như các bạn. Các bạn đứng nắng bao nhiêu anh đứng nấy bao nhiêu, các bạn dầm mưa bao nhiêu anh đứng mưa bao nhiêu, các bạn ăn như thế nào anh ăn như thế đó. Cái nỗ lực của anh để bằng các bạn trẻ đó, nhưng mà chỉ cái dự án thôi chứ theo hoài theo không nổi các bạn trẻ đâu.